Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang Không có mặt đi ở không nhà ơi. của chị Khang ở quận Nhà Không Gào, đi tỉnh không Tiền ơi. Giang. Nên chị Khang có nhiều một số phô mai ha, hoành to này, đấy một khối ha, tán rộng tan tròn, giá thì hữu nghị ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Khang. Rồi chào chị. Rồi chào Tâm, chào cô chú anh chị trên toàn quốc ha. Bữa nay em về được một số mai tàn đó nha cho cô chú anh chị. Hình thức của em bao sóng bao ship toàn quốc ha. Mai này mai giỏ Thủ Đức bông 52 cánh luôn. Hình thức em bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Số điện thoại của em là 0366179776 là số Zalo của em nha cô chú anh chị. Rồi em vô cây số 1 cho rồi. Cô chú anh chị mình luôn ha. Số 1 ha, lắc lượng tàn tròn. Số 1 chiều cao 1m6. Rồi. 8.000 đó 1m4. Rồi hoành đó là 29 ha. Rồi. Lực cây ha, hoành to nè. Rồi cây này em cho luôn 1.4 triệu em bao ship toàn quốc của chú anh chị mình ơi. Rồi bao ship toàn cây quốc này luôn. Về cô chú anh chị mình là lấy lọc liền luôn ha. Nó có nút nổ hết trơn rồi. 1.4 triệu em bao ship toàn quốc luôn. Coi cây nào được ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây quật cây tiếp theo. Rồi tiếp tục mã số 2 này, tàn thông ha. Tàn thông này chiều cao 1m6, 8.000 1m4. Rồi cây quá trời bộ đế đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Bệ đế nè, bệ đế quá sức rồi. Hoành thân 25 hoành. Rồi rồi cây này cũng em vô luôn 1.4 triệu luôn đó nha. Rồi 1.4 triệu tư luôn, bao ship luôn cô chú anh chị mình. Coi cây nào được hợp nhãn cứ alo cho em nhé cô chú anh chị. 25 hoành quá trời bộ đế luôn, 1.4 triệu em bao ha. Ship 1.4 triệu bao ship. Ê, trời ơi, trời ơi. Rồi xuống cây. Lên mã số 3 cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục lên mã số 3 nha. Một size lắc lượng nè. Tay lắc lượng luôn. Đây, chiều cao cũng 1m7 luôn cô chú anh chị. 8.000 đó 1m5 đi ha. Rồi bể đế luôn. Bể đế luôn. Hoành đó là 2. Ủa là 33 cô chú anh chị ơi. 33 hoành ha. Cây này xuất sắc đẹp luôn, kéo kéo ra xíu đi anh, nó đụng rồi. Trời ơi, đã nãy Tâm nó ngã mà. Cái dép kia lên đi, kia lên nó ngã hả? Tới đâu rồi? À, tán rộng ha, tàn tròn, hoành to. Hoành 33, cao 1m7 của chú anh chị ơi. Mã số 3 nha. Mã số 3 của chú anh chị, hoành 33, cao 1m7. Rồi cây này em vô luôn cho cô chú anh chị mình 2 triệu bao ship luôn. Rồi 2 triệu bao ship luôn. Rồi 33 hoành 2 triệu nha cô chú anh chị ơi. Mã số 3 ha. Rồi qua cây tiếp theo luôn. Rồi tiếp tục mã số 4 luôn. 4 triệu cao nó. Ôi, trời ơi. Chiều cao nó. Chiều cao nó 1m8 cô chú anh chị. Rồi cây này nó bung mầm hết, bung nút nụ hết trơn của chú anh chị. Cao 1m8, 8.000 1m3 ha. Rồi hoành nó 26 của chú anh chị ơi. Rồi 26 hoành. Rồi mã số 4 nha cô chú anh chị. Rồi cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 2 triệu 2 bao ship luôn. 2 triệu 2 bao ship ha. Bán giá rẻ luôn cho cô chú anh chị mình ủng hộ em giúp em luôn. Rồi qua cây tiếp theo. Rồi tiếp tục mã số 5. Cây dáng trực luôn cô chú anh chị. Rồi một cây dáng trực này cao 2m2 cô chú anh chị ơi. 8.000 nó cũng 8.000 nó 2m2 luôn cô chú anh chị. Cây to đụng luôn. Rồi hoành đó là 30 hoành. Rồi. 30 hoành gần 31 tính 30 cô chú anh chị ơi. Cây cụ đế quá sức luôn, để đo đường kính bầu cho cô chú anh chị mình về chuẩn bị chậu ha. Giờ cái bầu nó là 54. Rồi, bệ đế ha. Bệ đế quá trời cô chú anh chị ơi. To đùng luôn. Rồi cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 3 triệu 8 bao ship toàn quốc luôn. 3 triệu 8 bao ship. Còn vài cây bán giá mềm cho cô chú anh chị mình luôn. Vô ủng hộ em nha cô chú anh chị ơi. Wow trời cây to 3 triệu 8 bao ship luôn. Quý vị nhanh tay dùng lẹ ha. 3 triệu 8 cây mai gián trực một củ đế chà bá luôn cô chú anh chị. 3 triệu 8 em bao ship toàn quốc luôn.
Rồi xuống cây, qua cây tiếp theo. Tiếp tục mã số 6. Tàn tròn luôn ha. Tàn tròn luôn. Này chắc cao ha. Cao 2,5 m á cô chú anh chị. Tán ngang cho 2,5 m luôn á. Cao hết 1,5 m, tán ngang 2,5 m luôn. Tán ngang hết hết tay của em này cô chú anh chị ơi. Dạ. Cây mã số 6. Một bệ đế ha. Bệ đế luôn. Tán ra yêu thương cho cô chú anh chị mình luôn nha. Vành 29 của anh. À, chị sang dòng luôn. Cây đẹp luôn. Rồi cây này em vô luôn 2,8 triệu em bao ship luôn cô chú anh chị. 2,8 triệu. Quá trời ơi, cây này đẹp luôn á cô chú anh chị ơi, tàn đều mà bộ cũ đế đẹp luôn. 2,8 triệu mã số 6. Còn vài cây mấy anh chị vô ủng hộ em đi bán giá hữu nghị cho mấy anh chị luôn. Dạ. Rồi, cây tiếp theo. Rồi, tiếp tục mã số 7 luôn. Hoành to luôn ha. À, số 7 chiều cao nó 2 m ha. Tán ngang nó là tán ngang nó 1,3 m. 1,4 m tính 1,3 m của chú anh chị ơi. Cây đẹp mà bự to luôn. Hoành là 31 hoành của chú anh chị. Rồi. 31 hoành mã số 7. Ưng ngày nào chốt rồi ủng hộ em ha cô chú anh chị. Ưng ngày nào alo cho em ha. Rồi mã số 7 em vô luôn cho cô chú anh chị mình 2,2 triệu luôn. Rồi 2,2 triệu. 2,2 triệu bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 7. 2,2 triệu em bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây, qua cây tiếp theo tiếp luôn. Tiếp tục mã số 8. Rồi cây này nó tàn đào như cô chú anh chị. Mã số 8. Chiều cao nó 1,5 m. Tán ngang nó 1,4 m. Rồi hoành nó là 29 cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi cây này em giao luôn 2 triệu luôn cô chú anh chị. 2 triệu ha. Ừ. 2 triệu em bao ship luôn. Mã số 8 2 triệu em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Mã số 8. Rồi xuống cây. Quạt cây. Tiếp tục mã số 9. Quạt cây số 9. Cây dáng trực luôn nha. Hàng thông. Mã số 9. Cây chiều cao 2,2 m cô chú anh chị ơi. Tán ngang 1,3 m. Nó bị lũa ở đây miếng nha cô chú anh chị mà nó kéo da rồi. Hoành nó 27 của chú anh chị. Rồi một khối đế ha. Một khối đế luôn. Rồi cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 1,3 triệu bao ship luôn. Rồi 1,3 triệu bao ship. Quá trời một củ đế quá trời của chú anh chị ơi. Có 1,3 triệu cây này quá đỉnh luôn. Có 1,3 triệu của chú anh chị. Bao ship cho cô chú anh chị luôn. Mã số 9. Rồi qua cây tiếp theo. Tiếp tục qua cây số 10 cũng dáng trực luôn cô chú anh chị. Tàn thông luôn. Tàn thông luôn, cây này đúng đẹp luôn nè. Về cây này là trồng liền được luôn cô chú anh chị ơi, lấy lọc luôn nha. Có nút nổ hết trơn rồi. Chiều cao nó 1,5 m. Tán ngang nó 1,5 m luôn á cô chú anh chị. Cây này không có thoát thân nha. Thoát thân có xíu xíu à. Hoành thân 30 hoành. Rồi cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 2,6 triệu bao ship luôn. Rồi 2,6 triệu bao ship. 30 hoành 2,6 triệu luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship cho cô chú anh chị mình tới nhà luôn. Cây này đẹp có 2,6 triệu à, bao ship luôn nha. 30 hoành cái lùng lực tàn tròn luôn cô chú anh chị. Yeah. Chỉ cần điều luôn ha. Bộ đế đẹp luôn. 2,6 triệu bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Okay, rồi tiếp tục mã số 11. Tán rộng. Tán quốc rộng. Họ. Cây quái thú luôn. Chiều cao nó là 2,2 m của chú anh chị ơi. Tán ngang nó 2,2 m luôn. Yeah. Hoành thân nó khó đo ha. Thân nó không đo được luôn của chú anh chị ơi. Để đo coi, đo phỏng phỏng nó đi. Đo phỏng phỏng rồi.
Rồi hoành thân ở đây là 38 của chú anh chị ơi, tính 35 đi. Xe dọc đế luôn ha. Trừ hao 35 hoành đó của chú anh chị. Đế thú nè. Thú luôn ha, cây thú luôn. Rồi cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 3.8 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 3.8 triệu. Ôi bà số 200 cây số của chú anh chị ơi. 200 cây số ha. À, xíu 200 cây số à. Quá bự ha. Cây bự lắm. Yeah. Rồi 200 cây số. 3.8 triệu à cô chú anh chị ơi, em bao ship 200 cây số nha. Mã số 11. Cây thú có chân trước luôn nè cô chú anh chị, nó tự nhiên nha, nó không có cắt ghép nha cô chú anh chị. Yeah. Rồi mã số 11, 3.8 triệu em bao ship toàn 200 cây số lộn. 200 cây số. 200 cây số. Cây tiếp theo. Tục mã số 12. Rồi mã số 12 chiều cao nó mấy 2 mét. Tán ngang đó 2 mét luôn. Dạ, yeah, tàn tròn ha, tán rộng. Tàn tròn nó rộng luôn. Mã số 12 của chú anh chị ơi. Ơn cây nào cứ bệnh dạng alo cho em hen. Nhắn tin trên tiêu đề em trả lời sợ mấy anh chị không thấy ha. Rồi 34 hoành. Rồi. Mã số 12. Rồi cây này em giao lưu 2 triệu. Rồi 2 triệu ha. Bao ship luôn. Tục mã số 12 đâu nghĩ được. Mã số 14 nha cô chú anh chị, em bỏ 13 nha. Tục 14 bỏ 13. Rồi cây xoa mã số 14 chiều cao nó 1m7 luôn. Tán ngang nó 1m7 luôn á. Rồi mình gân. Mình gân luôn. Hoành nó là 27 của chú anh chị ơi. Rồi. 27 hoành. Rồi cây này em giao luôn 1.5 triệu bao ship luôn của chú anh chị. 1.5 triệu. 27 hoành. Mã số 14, 1.3 triệu. Em giao luôn 1.5 triệu bao ship luôn. Cây quá đẹp luôn, bán giá hữu nghị của cô chú anh chị ơi. Này tàn xương ngang luôn cô chú anh chị, về kéo bên đây qua là ok đẹp luôn rồi. 1.5 triệu bao ship toàn quốc. Cây to bán giá rẻ luôn. Rồi qua cây tiếp theo. Cây này trực lắc ha. Ừ. Rồi tiếp tục mã số 15. Chiều cao nó 2m2. Tán ngang nó 2m2 luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 15. Ừ, 15 chốt 15 ủng hộ em. Rồi, đi cô chú anh chị. Quanh to, cụ nở nè. Cái này cây thú luôn nha cô chú anh chị. Yeah. Cây thú có chân trước luôn nha. Đây có chân nè. Chân tự nhiên luôn á. Tự hình thú ha. Ừ. Mà chân tự nhiên luôn. Hoành 29 hoành. Đây là có chân trước ha. Đó. Đây chân trước nè. Có chân trước luôn nè. Rồi cây này em cũng vô luôn 3.8 triệu em bao ship. Cây này bao ship 200 cây số của chú anh chị ơi. 200 cây số luôn. Cây này đẹp luôn của chú anh chị. Thú này em có được vài cây nữa là em hết rồi, vài sau không có thú nữa cô chú anh chị ơi. Được hợp nhãn rồi cứ chốt về để chơi cô chú anh chị. Mã 15, mã 15 3.8 triệu. Một con thú luôn nha. Yeah. Chỉ cành đều luôn á. Bộ đế đẹp, bế thú luôn. Qua cây tiếp theo. Ừ. Rồi qua cây mã 16. Tán rộng ha. Đây cành đều luôn quý vị. Rồi 6 chiều cao 2m5, tán ngang 2m5 luôn á cô chú anh chị ơi. Ủa tán ngang 1m5. Yeah. Ủa tán ngang nó như đây. Chắc tán ngang nó 1m8 thôi. Dạ yeah, 1m8 ha. Nãy giờ nó chắc tán ngang lộn rồi cô chú anh chị ơi. Đây để đây. Cái hoành chính xác là được rồi cô chú anh chị ơi. Đây một cây cũng giống như cái hình thú ha cô chú anh chị. Tựa thú ha. Tựa thú mà nó không có chân nha. Rồi cây này khó đo luôn á cô chú anh chị ơi. Rồi qua rồi. Hoành vậy đi. Hoành nó là 32 hoành.
Rồi. 32 hoành của chú anh chị. Rồi mã số 16 này. Em vô lô cho cô chú anh chị mình 3,5 triệu bao ship luôn cô chú anh chị ơi. 3,5 triệu bao ship luôn. Cái này chưa cành điều mà bộ đế cũng thú luôn cô chú anh chị. Yeah. Mã số 16. 3,5 triệu em bao ship toàn quốc. Cây đế thú đẹp luôn, chưa cành điều. Rồi, chúng ta qua cây tiếp theo. Tiếp mã số 17 hết cây chưa? Lắc lượng ha. Rồi, cây mã số 17 chiều cao 1,5 m của chú anh chị ơi. Tán ngang nó 1,5 m luôn. Cây to bán giá nhỏ luôn của chú anh chị ơi. Đây còn to lực. Rồi đó hoành này đi cô chú anh chị. Hoành nó là 28 hoành. Rồi. Bể đế ha. Bể đế luôn. Qua wow, xuất cái cây này bể đế luôn cô chú anh chị ơi. 1,8 triệu em bao ship toàn quốc luôn. 1,8 triệu bao ship toàn quốc luôn. Mã số 17. 17 chút 17 ông hỏi em ha cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 18 cũng là mã số cuối clip em nha cô chú anh chị. Mã số 17, mã số tiếp theo là mã số 18. 18 cây cuối clip cái, ha. 18 cây trực to đùng luôn. Này chiều cao nó chắc 2m8 á. Tròn đều nó gì. Tán ngang nó 1m8 luôn. Cây này đụng nóc nhà luôn cô chú anh chị ơi. Hoành to ha, đây lực. Hoành to bán giá nhỏ luôn. Hoành nó là 37 hoành. Rồi. 37 hoành bán giá nhỏ cho cô chú anh chị luôn, mã số 18. Em vô lô 3,8 triệu à cô chú anh chị ơi. 3,8 triệu. Bao ship toàn quốc cho cô chú, bao ship 200 cây số. 200 cây số lộn. Toàn quốc quen miệng. 200 cây số nha cô chú anh chị, mã số 18 3,8 triệu em giao lưu cho cô chú anh chị mình 200 cây số. Chia cành điều. 200 cây số. Rồi cuối clip em cũng không có gì hơn, chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý ha. Rồi coi rảnh rỗi rồi kéo like lên coi thấy cây nào được ưng hợp nhãn cứ alo cho em ha cô chú anh chị. Rồi em chào cô chú anh chị. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho chị Khang. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.